bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 28 phần 3. Gì vậy? Sao vậy? Phòng an ninh. Phòng an ninh có chuyện rồi. Ở Linh. Cái tên thân hình gây sậy đó đang lẻn vô trong phòng chủ tịch Châu sao? Bằng cách nào chứ? Tôi đã bắt tay chủ tịch Châu. Đêm nay sẽ có khách tới đó. Cứ giả bộ cho khách vào đi. Wow, anh dụ được ông ta luôn hay vậy? Ừ. Để hắn ra là tóm luôn thôi. Chưa đâu. Để cá bé gặp cá lớn đã rồi chúng ta hãy tóm luôn một mẻ ha. Ồ, đúng là siêu trí tuệ. Ê, cái đó là sao? Chiếc hộp quẹt cái tên nó đang lấy trộm là thiết bị định vị. À, vậy ra đó là máy định vị duy nhất trên đời mà anh từng nói sao? Hả? Ờ thì... À, cái đó hả? Đang nằm ở trong đây nè. Hơi nói gì vậy trời. Nè, mà tôi cũng muốn có một cái. Ở đâu bán vậy? Mắc không? Ra rồi kìa. Rồi, bây giờ anh đánh tôi đi hả? Đánh giống như là lần vừa rồi đó hả? Một cú nhanh gọn, ok. Ơi, lại đánh nữa sao? Bộ đầu của cậu bị vấn đề hay gì? Kêu đánh hoài. Đồ khùng. Làm tốt lắm đó. Anh không sao chứ? Ừ, tất nhiên là không sao rồi. Nhưng mà lạ quá, hôm nay tôi xuống sức thay đổi. Giờ thì ở đây tôi sẽ lo, còn anh về bệnh viện đi ha. Anh chở nấy tới bệnh viện giùm cho. Nhớ là thỉnh thoảng gọi cho tôi đó. Rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai? Sao anh ấy nói lạ vậy? Còn kêu mày chở ai tới bệnh viện chứ? Thiệt tình không hiểu luôn á. Thôi chở tụi tao đi, tôi mệt muốn xỉu nè. Ok, đội hình 2 đã sẵn sàng. Đi bắt tội phạm thôi các anh. Ok, đi thôi.
đi xe máy khi nãy rất giống nghi phạm giết người chúng tôi đang ráo riết truy tìm. Tôi không biết là nghi phạm có quan hệ gì với tổng trưởng công tố, cho nên phiền ông theo chúng tôi về đồn nói chuyện có được không vậy? Tất nhiên rồi. Cảm ơn tổng trưởng. Sao? Công tố Tắc à? Bây giờ tổng trưởng công tố đang bị hộ tống về đồn cảnh sát. Ba tôi à? Dạ. Cô ta thoát rồi, nhưng tôi biết cô ta sẽ đi đâu. Xem chút nữa là tới trễ. Không chừng thủ phạm sẽ tới đó, cho nên bằng mọi giá anh phải bảo vệ Gôn Xuân Chanh. Ơi anh đừng có lo, cái tên thân hình cây sậy đó mà xuất hiện trước mặt tôi chết với tôi liền. À, thì ra tên giết người có thân hình cây sậy từ Nhật về lại là phụ nữ sao? Rất vui được gặp nha. À ha, anh đây hồi trước cũng biết xài dao đó nha cưng. Cứ nhào vô đi, vì là phụ nữ nên anh nhẹ tay chút. Trời ơi, hình như là chúng ta còn có chuyện chưa nói ha. Cô đã giết anh Han Chun. Một người anh thân như ruột thịt của tôi. Cô có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Cô cũng có quyền mời luật sư ha. Tôi mong á là cô phải chịu cái cảnh này. Hãy vắt óc mà suy nghĩ đi, xem là suốt thời gian qua cô đã gây ra chuyện tồi tệ gì. Rồi cô cũng sẽ nhận ra nỗi đau mà cô đang mang trong tim cũng không hơn khi mà so với nỗi đau của người khác đâu.
Anh đi trước đi, tôi vô gặp bạn tôi một chút sẽ đi sau. Cuối cùng cũng bắt được. Đúng vậy, chúng ta đã bắt được rồi.